Chào bạn, mình là Ngọc Thúy. Hiện tại mình đang quản lý sản phẩm trong trang thiết bị trực tuyến corashop24h.com. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề cao huyết áp. Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp hay là hiện tượng khi mà áp lực của máu tác động lên động mạch tăng cao. Huyết áp cao gây ra nhiều áp lực cho tim và là căn nguyên của nhiều biến chứng tim mạch nghiêm trọng như tai biến mạch máu não, suy tim, nhồi máu cơ tim. Huyết áp cao từ 85 đến 130mm thủy ngân trở lên. Khi bị huyết áp cao, chúng ta có những triệu chứng như là chóng mặt, đi đứng không vững, hơi nặng đầu. Cộng thêm đấy là mệt mỏi, nặng ở ngực và hơi khó thở. Chúng ta luôn cảm thấy nhức đầu và luôn đau ở phía sau gáy nhiều hơn. Nặng thì có chảy máu cam, ù tai, mất ngủ. Nguyên nhân cao huyết áp, nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do yếu tố gia đình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cao huyết áp có tính chất di truyền. Theo đó, nếu gia đình bạn có cha mẹ hoặc anh chị em ruột bị cao huyết áp, bạn cũng sẽ có nguy cơ bị cao huyết áp nhiều hơn so với những người khác. Ở giới tính thì nam thường có nguy cơ bị cao huyết áp nhiều hơn nữ. Nữ giới ở độ tuổi sau mãn kinh thì dễ bị cao huyết áp hơn. Tuổi tác thì tuổi càng cao, nguy cơ bị cao huyết áp càng lớn. Người già bị bệnh tiểu đường thường đi kèm với cao huyết áp. Thêm vào đấy, chúng ta có nhiều thói quen không tốt cho sức khỏe và ảnh hưởng đến cao huyết áp như uống nhiều rượu bia, cà phê và các chất kích thích khác. Chúng ta ít vận động thì dẫn đến thừa cân béo phì và làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Chế độ dinh dưỡng không khoa học, chế độ ăn giàu chất béo, đạm, đường bột, nghèo chất xơ và các vitamin sẽ dễ khiến người già bị cao huyết áp hơn. Và những người thường xuyên căng thẳng stress cũng khiến cho chúng ta dễ bị cao huyết áp. Vậy cách phòng và điều trị cho người bị cao huyết áp như thế nào? Chúng ta cần phải thay đổi lối sống và hạn chế các chất kích thích độc hại khác, ăn nhiều rau xanh, ăn trái cây tươi và các loại ngũ cốc. Cụ thể là chúng ta hạn chế các thịt màu đỏ có trong trâu, bò, lợn, chó. Thịt màu đỏ là loại giàu chất đạm, vì vậy bạn nên hạn chế nếu đang bị cao huyết áp. Thịt gà chúng ta nên bỏ ra và chỉ ăn phần thịt màu trắng có chứa nhiều đạm tốt. Khi mắc bệnh cao huyết áp, nên kiêng gì là nỗi băn khoăn của nhiều người. Nhưng khi nhắc đến việc phải kiêng muối thì nhiều người cũng tỏ ra thắc mắc. Đây là điều đã được nhiều nghiên cứu chứng minh, vì trong muối ăn có natri là một nguyên tố làm tiết ra nhiều dịch tế bào, khiến cho tim đập nhanh, huyết áp cao. Bởi vậy, người bị cao huyết áp cần giảm lượng muối ăn hàng ngày, giảm ăn những thực phẩm cay. Những đồ ăn thực phẩm quá nhiều gia vị cay nóng sẽ làm cho huyết áp tăng lên nghiêm trọng, có thể gây ra xuất huyết não. Những thực phẩm nhiều tinh bột, các thực phẩm giàu năng lượng tinh bột như bún, miến, mì tôm, những thức ăn nhanh làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cao huyết áp. Người bị cao huyết áp nên kiêng những loại thực phẩm quá nhiều dầu mỡ và hạn chế những đồ chiên xào rán, đặc biệt là từ mỡ động vật và cả những món ăn từ nội tạng, vì chúng sẽ gây máu nhiễm mỡ, xơ cứng động mạch và khiến bệnh nghiêm trọng hơn. Rượu bia là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Khi đi vào cơ thể, rượu sẽ khiến tim đập nhanh, mạch co và cholesterol đọng lại trên thành mạch, xơ cứng động mạch và huyết áp tăng lên. Vì vậy, tránh xa rượu là câu trả lời thắc mắc cho những người đang bị cao huyết áp. Người bị cao huyết áp cũng không nên uống trà đặc, nó sẽ khiến bệnh nặng hơn, đặc biệt là làm cho chúng ta mất ngủ và tim đập nhanh. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường vận động, mỗi ngày nên dành từ 30 đến 45 phút để đi tập thể dục, giảm cân, duy trì cân nặng ở mức hợp lý, tránh xa căng thẳng stress, duy trì tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Bên cạnh đó, các bạn nên kết hợp với những loại thực phẩm chức năng như tinh dầu thông độ cao cấp Red Fine, Hàn Quốc xem là thần dược vì có rất nhiều tác dụng diệu kỳ cho các bệnh tim mạch, huyết áp, mỡ gan, mỡ máu, rối loạn tiền đình, với những bệnh về mạch máu. Với thực trạng hiện tại thì rất nhiều người bị cao huyết áp. Các bạn có nghĩ một hộp tinh dầu thông đỏ đáng giá với chúng ta không ạ? Tinh dầu thông đỏ giúp chúng ta cải thiện về tình trạng huyết áp. Đây là kiến thức cho những người bị cao huyết áp. Các bạn thắc mắc gì hay quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi thì hãy truy cập vào corashop24h.com hoặc liên hệ qua hotline 0904 363 985 để chúng tôi tư vấn cho bạn một cách cụ thể nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.